Xin báo cáo với tất cả các đồng chí, đây là tôi, nguyên là Lý Công Bính, sinh năm 1948, tham gia bộ đội là tháng 6 năm 1967. Trong quá trình của công tác của tôi, tức là tham gia chiến đấu ở Quế Sơn, tức là từ vùng Trung, vùng Đông và vùng Tây. Trong quá trình chiến đấu của tôi, là cuộc đời của tôi cuối cùng là chiến dịch Hè năm 1977 tại Nông Sơn. Tức là thời kỳ đó là tôi đã bị thương nặng, nên chỉ được đảng và nhà nước đưa ra miền Bắc điều trị và ăn dưỡng. Đến năm 77 tôi trở về, tức là 74 tôi bị thương, tức là 54 đến năm 77 tôi trở về quê hương, tiếp tục tham gia công tác xây dựng địa phương cho đến ngày hôm nay, là nguyên là giữ chức vụ bí thư chi bộ thôn đã trên 15 năm. Xin báo cáo với tất cả các vị. Dạ, cảm ơn bác ạ. Xin mời anh Bính. Xin thưa với các vị, tôi là Trần Văn Bính, sinh năm 1950, địa phương này, Quế Long, Quế Sơn, Quảng Nam. Và lúc thiếu thời thì học trường làng, sau đó tham gia, bắt đầu từ tháng 8 năm 1966 cho đến năm 1971, sau đi vào lực lượng vũ trang. Và đến năm 1973 thì tôi hoạt động ở vùng Ba Tơ, Quảng Ngãi. Và sau 75 thì công tác ở ngành giáo dục mãi cho đến hôm nay. Và tôi hiện nay là bí thư chi bộ của thôn, cũng đã được 14 năm. Thì báo cáo với các bạn vị đại. Dạ, cảm ơn anh ạ. Và bây giờ thì mời bác chủ nhà Mai Xuân Hương ạ. Dạ. Chuẩn bị thêm nói nội dung. Dạ. Hai, thưa tất cả các anh các chị, anh em tự em nghĩ có lẽ cái ý kiến của các anh các chị đến để lấy ý kiến, trong cũng như cái cuộc tọa đàm về cái cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thì tôi có thể nói sơ lược thế này. Tôi thì sinh năm 1954, năm nay 64 tuổi rồi đấy, và tham gia cách mạng từ lúc 15 tuổi. Lúc đó là du kích mặt, và đến năm 71 là du kích xã, và đến đầu 73 là xã trưởng ở cái vùng đất này. Thì vùng đất này thì rồi sau đó đến Hòa Bình, rồi cũng học hỏi, rồi lên đến chức là phó bí thư huyện ủy, nghỉ hưu 3 năm rồi. Thì ở đây thì tôi gán mình ở đây 21 năm là tôi ở đây, ở mảnh đất này. Cho nên là cái cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thì nó rất là già, 21 năm rất là già, lúc đó còn nhỏ. Và mình cũng nghĩ là cũng không biết cái gì thôi thúc mình tham gia cách mạng, cũng không có cái gì, chẳng ai nói là truyền bá chủ nghĩa mất Lenin với hồi nó còn nhỏ mà. Không có truyền bá vậy. Nhưng mà mình thấy ông cha ta ngày trước bị tù đài quấn chính rồi các thứ, là nó gian khổ liệt, thì mình theo với cái truyền thống của cha mình để tham gia cách mạng. Mặc dù bom đạn hàng ngày nó có thể nó rã ở trên cái đất này là tôi cũng không biết bao nhiêu tấn nè, nhưng mà bây giờ không có ngày nào không đội bom đội đạn, nó ác liệt ghê gớm, đói khổ, cơm không có ăn đâu. Sáng thậm chí sáng là bây giờ là heo rừng nó phái rồi, mình ra mình lượm cái sáng ra rồi về mình đồ củ chuối mình xấu mình ăn, nhưng vẫn theo cách mạng. Rồi lớn lên tí nữa rồi đi du kích địa phương. Đó. Thì chiến đấu ở vùng này rất ác liệt. Cái vùng này thì ở đây là nói với các anh các chị là ở đây là vùng giữa ta và địch. Căn cứ cắm chơi là cách đây 2 cây số về phía đông, phía trên này là cách mạng. Tới ngày xưa là cái ranh giới này thì ban đêm thì mình có thể xuống được, thậm chí là xuống ngay dưới ấp khu dồn.
rồi hai ngày là chiến đấu giữa ta và địch, là cái sống chết là lớp lớp người, rồi lớp trước ngã lớp sau bước tới như thế thôi, như vẫn hy sinh nhưng mà vẫn đói khổ ăn hầm ngủ hơn như thế, nhưng mà vẫn là kiên trung với cách mạng. Đó là cái cuộc chiến tranh nó ác liệt, rồi nhân dân ta bị dài xéo, tù đà tra tấn quá nhiều, thôi thúc mình tham gia cách mạng. Chứ tôi cũng chẳng có là cái ý tưởng gì hơn, chẳng ai truyền bá gì hết. Đấy. Rồi mình đi tham gia cách mạng, rồi đến cái cuộc chiến từ hai phía, tôi cũng có viết nhiều bài đấy. Có những người bây giờ là lớp tuổi với tôi cùng học cùng trường đấy, cùng trường cùng lớp cùng làm đấy. Mà bên tôi là tham gia cách mạng và thằng kia là đi tham gia lính. Tôi đã từng gờ mình nhé, cho hai ba này là một thằng đổ rục, một thằng gãi chân cái mà bây giờ anh em rất thân thiết. Đó, thậm chí sau rồi mình nói là họ nói gặp tôi không có bán không, tôi nói thì đương nhiên chiến tranh thì gặp nhau phải bán nhé, ông không bán tôi bán à. Nhưng mà dù hòa bình là nó khác, hòa bình là anh em chứ có gì đâu. Ví dụ như tôi nói bãi bộ với Hồ Tấm đấy, bánh biết đấy, bọn học đấy, nhưng mà hai bên hai chiến tiếp. Thì bây giờ tôi cũng đã viết thành sách rồi. Đó là nói cái chuyện của cuộc chiến tranh đó. Thì cuộc chiến tranh nhiều cái chuyện rất là tàn khốc. Ở đây là một cái nơi rất ác liệt, có thể nói như vậy. Bom đạn hàng ngày nó chơi chạy. Mỹ á, hết lớp này lớp khác, hết ngụy hết đủ loại máy bay, từ loại máy bay ném bom, rồi máy bay trực thăng, máy bay tàu gấu, máy bay tàu rọ là nó quần nó bắn tiếp. Có nghĩa thấy người đâu nó bắn. Mình sống sót là chẳng qua là cũng cái may mắn thôi. Chứ còn cái lớp người như tôi bên bến đây thì thực ra là may mắn, còn lạ thôi. Còn sót là sai chiến tranh. Đó là tôi nói cuộc chiến tranh thì có nhiều vấn đề là mình cũng không, bây giờ tôi kể cả ngày cũng không phải chuyện đâu. Nhiều cái trận đánh điển hình của bộ đội và du kích phối hợp lẫn nhau. Ở đây là trung đoàn 31 và trung đoàn 38 là gán báo bằng tôi. Bây giờ tôi nói với chị là bây giờ tôi còn cái danh sách mà tôi lưu lại, bây giờ số điện thoại là tôi có thể lưu trên 100 số của cựu chiến binh phía Bắc ấy. Và tôi quen biết rất nhiều người. Và tôi chuẩn bị đón là Trung tướng Nguyễn Lăng từ Hải Phòng khoảng 20 tháng 12 này ông vào ấy. Ông gặp tôi cũng là nội dung làm phim tư liệu về trung đoàn 31. Và tôi có rất nhiều về tư liệu về trung đoàn 31. Còn những cái bộ đội từ cấp đại đội trở lên là tôi quen rất nhiều. Và bây giờ thậm chí là tôi nhớ tay thấy Thanh Thông, tôi nhớ tay. Và tôi kể cho anh là nói chính xác. Đó là giữa bộ đội du kích ở đây là nó gắn bó với nhau trong cái thời kỳ chiến tranh. Du kích chỉ làm nhiệm vụ dẫn đường thôi, chứ còn không đánh với bộ đội chủ lực. Bộ đội chủ lực là người ta đánh những trận đánh lớn. Còn mình là du kích chỉ gờ mình rồi dẫn đường rồi các thứ thôi. Đấy. Thế thì cho đến là cái thời điểm mà nó ác liệt là từ 72 về trước. Chứ qua 73 là ta đã ký Hiệp định Paris rồi, kết thúc chiến tranh, thực hiện chính sách hòa hợp dân tộc. Thì mình có người mình đổi khác rồi. Trước đây mình nói Mỹ hay là Ngụy hay Sài Gòn gì là kẻ thù không đợi trời chung. Nhưng mà khi đã có chính sách hòa hợp dân tộc thì mình phải thực hiện theo đường lối của đảng nhất, là mình phải hòa hợp. Tôi vừa rồi tôi có xem trên truyền hình đó, có nói cái chuyện là bây giờ chúng ta làm cái bộ sách lịch sử 15 tập đấy. Tôi bây giờ cũng về hưu rồi, cũng ít nhưng mà hiểu. Tức là bây giờ tên gọi của không gọi là Ngụy mà gọi là chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi thấy cái việc này thì cũng tốt thôi chứ có gì đâu. Trước đây Mỹ với ta thì không đội trời chung, phải không? Tức là còn Mỹ không còn cộng sản còn thì không còn Mỹ, thì Obama qua nó rồi. Trước đây là căm thù chủ nghĩa cộng sản, sợ chủ nghĩa cộng sản nó sẽ làm chuyện này chuyện kia là phá hoại thế giới. Nhưng mà cộng sản đâu có phải phá hoại, cộng sản cũng là con người, cũng là có cuộc sống riêng tư, cũng là hạnh phúc gia đình vân vân, thì có mắc gì mà phải đi chém giết người ta, muốn hòa bình nhé. Dù ai đi nữa nhưng mà cái do cái nhận thức tư tưởng của cái thời đó nó không được như bây giờ, có thể nói như vậy. Cho nên hồi nãy tôi có nghe nói cái chuyện là bây giờ nên gọi gì đấy,
thì tôi vẫn tán thành là thôi, bây giờ mình đã thực hiện chính sách của hòa dân tộc rồi, mình quan hệ với Mỹ ấy, là quan hệ toàn diện, phải không? À, thì bây giờ là thôi, mình cũng không gọi là thù địch với nhau làm gì. Tôi không muốn cái chuyện đó. Tôi cũng muốn ấy, thôi cái chuyện đó là quá khứ, ta khép lại. Và cũng không nên đưa cái hận thù nó vào, mà nó ảnh hưởng cho con cho cháu ra này. Và mong muốn sao ấy, là đất nước được bình yên, kinh tế phát triển, con cái được học hành là điều tốt. Chứ còn những cái chuyện đó thì mình gọi như thế nào nó phù hợp với giai đoạn lịch sử, chứ không phải nhắc là bây giờ phải nói là mày là ngụy là này kia, không nên. Nguyễn Cao Kỳ á, Nguyễn Cao Kỳ mà hôm qua rồi mình bắt ta mình này kia vân vân, hắn trước đây là không đội đời chống với cộng sản, nên bây giờ phải bắt tay và nói chuyện. Cái chuyện đó là quá khứ, do cái thời điểm lịch sử đây là thì tôi thấy là cái việc đó là có thể là mình có chính sách nó cởi mở so với cái giai đoạn cách mạng mới. Cái điều cuối cùng là tôi mong muốn thế này. Ở đây á, tôi luôn luôn á, là có một cái tâm huyết. Những người hoạt động kháng chiến nói chung, những hoạt động như trụ bóng cách mạng, đặc biệt là bộ đội, tức là hồi khơi chính quy Bắc Việt, vào Nam để chiến đấu quên mình. Và tôi biết còn nhiều người bây giờ rất sống không khổ, thậm chí là không có chế độ chính sách gì. Thì tôi nếu như mà tôi có cái điều kiện gì, có quyền lực gì ấy, thì mình sẽ giúp đỡ cho mọi người đó, kể cả con cháu họ. Có những người bây giờ là tham gia chiến tranh từ ngoài Bắc vào đây chiến đấu bao nhiêu năm, xương máu họ đổ đây, bây giờ về là nghèo khổ, con cháu là học đại học không có việc làm, thì cái đó là tôi thấy có tội với những người đã cống hiến. Cho nên là tôi mong muốn là sẽ được để ngộ thích đó. Và những người tham gia kháng chiến bây giờ chưa được làm các loại chế độ khác thì nên để ngộ cho họ, chờ hưởng chế độ, đừng có mình kỳ thị rồi đưa những chuyện này nhỏ nhen vào là nó không hay, và mình thấy nó tội lỗi với những người đã quá cố, rồi những người đã cống hiến hy sinh với mình cho sự nghiệp giải phóng thật. Thì tôi cũng có nhiều nguyện vọng nhưng mà tôi mong muốn là như vậy. Thì hôm nay thì đến trong một buổi mà trao đổi thì có nhiều việc nói, nhưng mà cái gì là tôi chỉ nói sơ qua là như vậy thôi. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác Hương. Chúng ta vừa nghe một nói thật với các bạn là chọn một cái ngôi nhà gần với đường thuận tiện cho giao thông và chúng tôi vào, nhưng mà qua giới thiệu thì lại được biết là bác Mai Xuân Hương là một cán bộ đảng ở địa phương, phó bí thư đảng ủy. Câu chuyện của bác Hương thì lần đầu tiên em được nghe một cái từ, đó là từ du kích mật. Thì bác có thể giải thích cụ thể hơn là du kích mật với du kích không mật thì nó khác nhau như thế nào không ạ? Nghe rõ thế hả? Cái này thì rất là đơn giản, bởi vì du kích mật có nghĩa là những em thiếu nhi từ 8 tuổi đến khoảng 13 Mỹ ở, tôi vẫn đi lượm lon, vẫn đi xin kẹo bánh nó, và đó là người du kích mà có thể cũng có nơi là gờ mình cho Mỹ chết và ở trà trộn ở Mỹ. Ngay Mỹ nó hành quân lên, nó ở, nó đám quân ra đất ấy. Rồi là hàng ngày có thể là biết Mỹ hay là lính ngụy đấy, nó đám quân ở đâu, bao nhiêu người, bao nhiêu tên, đám như thế nào, thì báo lại với du kích A đấy, là du kích công khai đấy, báo cáo cho lãnh đạo chính quyền cách mạng, những người là vô nhiệm vụ cho mình đấy. Rồi du kích mặt có nghĩa tôi nói tóm là những người sống hợp pháp, bên kia không nghĩ là đó là du kích, nhưng mà là du kích thế thôi. Như vậy là có thể hiểu là du kích mật là những người đang sống hợp
pháp trong cái vùng tạm chiếm. Dạ, đúng rồi. Và thông thường những người đó là những người chưa đến cái độ tuổi thanh niên. Đúng. Dạ. À, em cũng muốn biết là tại sao đang còn bé như vậy mà lại ở một cái tuổi đang còn rất là ham chơi mà lại chọn một cái hành vi nó nguy hiểm như thế. Liệu lúc đấy thì anh có biết đấy là nguy hiểm không, hay là chỉ là một cái trí tò mò, gọi là hiếu động và tò mò và ưa mạo hiểm của trẻ con, hay là mình có một cái ý thức rõ rệt hoặc là như thế nào, thì anh Hương có thể giải thích được không? Cái đó thì cũng dễ nói thôi. Cũng như tôi nói từ đầu á, ông già tôi á là ông hoạt động 9 năm kháng chiến, bị tù tội, bị tra tấn đánh đập rất là nhiều. Và khi cha mình ông kể lại những câu chuyện đó thì mình có một cái tư, mình cũng chẳng hiểu là bên nào cả, nhưng mà mình phải đi theo ông để trả thù. Thì lúc đó là mình còn nhỏ, nhưng mà lòng được cái việc gì để giúp ông, ông hồi nãy làm sở đội mà, thì mình giúp được cái gì, giúp gì được cho ông già mình để ông hoạt động cho tốt, đánh bỉ. Thế thì mình ra mình làm việc, đi nhặt các đạn súng vào Mỹ đưa cho du kích, đó du kích B làm việc đấy, rồi bố tiên, rồi là gà mình, du kích B nữa, gà mình cũng hiệu quả lắm đấy, Mỹ không thể biết được, gà rất thông minh, lấy vũ khí của địch, gà là địch, nếu mình gà là ma nó còn từ gà là lấy rồi cái là chôn cái bằng tắt điện đấy dưới đường, chỉ đầy là một cái lá thôi, đường vẫn đi bình thường, nhưng mà tôi đi không nổi mà anh đi nổi, đó gọi du kích B như thế đó. Đó là mình cũng chưa có ý thức gì hết đấy. Nhưng mà mình thấy cha mình bị tra tấn tù đài này kia thì mình cũng cam thù, mình đi làm nhưng mình chẳng có ý thức gì hết. Cái rồi xa dần rồi là mình lớn lên rồi mình hiểu ra tôi xa này, tôi nói thật ra tôi nghĩ là mình vô lý quá. Mấy khi mình ở cái tuổi thiếu nhi mình phải chui đầu vào trong bom đạn, thôi xuống dưới kia nó cấp gỗ cấp nhà cho ăn ở dưới đó đi hạp này kia, đâu có chết nhà mình, đâu có phản bội tổ quốc đâu, mà bây giờ phải chui trên ngủ trong hầm bom phố hàng ngày. Tôi nghĩ là không biết tại sao là mình cũng vẫn cứ thôi thúc mình là thôi theo ông già mình thế thôi. Đó là cái câu việc chu kích B là như vậy đấy. Dạ, dạ. Tôi xin bổ sung thêm cái chỗ ấy, chuyên nghĩa chỗ đó một tí. Dạ, dạ. Tức là trong quá trình mà cuộc cách mạng của miền Nam á, nó có nhiều vấn đề hết sức phức tạp, mà nó cũng mang một cái tính chất á, là nhân văn. Bởi vì những em thiếu nhi mà đã biết sử dụng vũ khí của địch để đánh địch, nên đấy là một cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng cái sự giáo dục của đảng và nhà nước ta trong những năm chiến tranh là một cái lô rất hết sức quan trọng đối với những tầng lớp đó. Bởi vì các em nó là thiếu nhi là hợp pháp, tức là tham can giữa ta và địch, địch và ta, nhưng chủ yếu là nằm trên vùng giải phóng. Trong đó không có hai mặt, mặt thứ nhất trong giai đoạn lúc đó vô cùng ác liệt và khó khăn, đói kém đói rét là một vấn đề hết sức là quan trọng. Bởi vì hồi đó không có ai, chỉ dùng sáng kho mang rừng rồi ấp dưới suối để mà sống qua ngày. Nhưng các em đó đi tạo điều kiện, các em hợp pháp với Mỹ để lấy thứ nhất là thực phẩm đồ hợp của Mỹ, cái thứ nhì là sử dụng những cái vũ khí. Ông kể sao cái vụ lấy vũ khí đó bà kể đi. Là để mà phục vụ cho cái việc mà chiến đấu. Tôi nói là đó là tôi là lớp cũng An Hương, nó thật như vậy. Nên lúc đó là chiến tranh năm 69-70 rất ác liệt. Rất ác liệt. Cuối thứ 9 đầu 70 rất ác liệt. Tôi gặp Hương nè, tôi nói thôi, trời ơi là ba đứa ba lên trên đó mà yến đám đó một đại đội nắm tình hình cụ thể gà mình chỗ nào, rồi nó cách bố trí của lực như thế nào về đây. Và chúng ta nói lại với ta, mà nói lại với ta túi nào ta thật anh. Thì nói chung là coi như là ba em mình là Hương, Tư, B, Đát à, Lũ à, Đát chứ đó. Nên là ba người, tức là nắm cái tình hình xuống vừa túi là bổ tâm. Trong lúc là vô nhiệm vụ cho các anh thiếu nhi như rồi á, là tôi là tiếp tục là cũng có cái lực lượng của tôi để mà túi đá đánh. Thì thực như vậy là lúc đó là tôi là nguyên là cho đội trưởng. Quả sân khách tha tăng cường về mà cho đội trưởng sân khách. Thì các ba em xuống bố cố, cái là giờ là mau chỗ này, hướng đi vô cái đoàn lên cái miếu này và rút vô chỗ đó, tức là ở địa bàn là thuộc ra thôi, tức là cần mấy ai đó nói như vậy là tôi
tôi đã nắm tình hình. Đúng tôi đã là tôi tổ chức ba người lưu động mới đó là tôi vô tôi đánh. Coi hầu như gần chúa trổ đã được mày. Chỉ có ba anh em thôi, đánh ba gần chúa trổ đã được mày đó. Trong hầm xa mà anh chở hết thương vàng rồi đó. Có em nói là nó thôi thịt những ba rồi. Hết một cái hôm ra tôi đắt mà có những bay toán loạn hết có như như vậy là thịt trâu rồi đó nó Mỹ mà. Nên đây là bố lại như vậy á, thì rõ ràng á, là cái việc là thiếu nghi mắc là như vậy đó. Làm nên những cái vấn đề lịch sử chứ không phải là không tạo nên cho cái lực lượng O bên ngoài làm nên lịch sử trong cái việc như tôi là tất cả những trận đánh có những cái tính chất là hết sức tiêu biểu. Nói về là nguồn gốc gia đình đó thì thôi tôi cũng không muốn nói về, bởi vì gia đình tôi là bà mẹ cũng Việt Nam Anh Hùng mà tôi cũng là Việt Nam Anh Hùng, tức là gia đình cũng hai người là được phan nhà nước công nhận là anh hùng. Nhưng cái nỗi khổ á thì các anh các chị cũng thấy rồi, và đi rất nhiều ở trên địa bàn đất nước Việt Nam này mà tôi nói chưa có nỗi khổ nào hơn nỗi khổ của đất Quế Sơn. Bởi vì đất Quế Sơn là một cái đất khô cằn bón sinh địa, nên cái việc sống của mỗi người dân ở đây là nó rất là khổ sở. Từ những cái nỗi đó, nếu bây giờ nó Quế Lan là một cái xã nông thôn mới, nhưng nhìn về cái mặt cục diện á, thì cái chung của nhà nước như vậy, nhưng đi sâu vào bên trong á, thì nó đảm bảo chưa, nó đáp ứng với yêu cầu chung của nhà nước chưa, thì cái này á, thì tôi cũng tạm thời á, là dùng cái từ là tương đối thôi, chứ còn nó là đảm bảo về cái chung á, và yêu cầu của nhà nước mình á, thì chưa đảm bảo được. Về thứ nhất về đường xá, thứ nhì về cuộc sống của nông dân, thứ ba về thu nhập của mỗi người dân để đảm bảo cuộc sống, so với cái mặt bằng chung của nhà nước thì nó còn nhiều cái khó khăn. Nên trong một cái điểm chung như vậy, đối với xã tôi còn cái riêng của huyện á, thì cái phần vùng đông á, là có trội hơn vùng trung này một tí, bởi vì dưới đó là về điều kiện kinh tế xã hội phát triển, còn ở trên này á, là không có. Nó cái Quế Sơn này là nó thực với các anh các chị nó về đây có một cái chiến nghiệp nào có một cái nhà má nào mà đáp ứng giải quyết cái lao động cho người nông dân. Hầu hết người nông dân miền Trung Du này là đi Sài Gòn, đi Đà Nẵng hay là đi các nơi để tạo điều kiện làm rau quả cải vật chất để về sinh sống tại một cái vùng đất như thế này. Thì tôi chỉ bổ sung thêm một cái ý như vậy. Bác cho em hỏi thêm cái trận đánh mà ba bạn thiếu nhi rủ nhau ấy thì có sự chỉ đạo hoặc là lên kế hoạch không, hay là tự mấy anh em bàn nhau rồi? Không, nói chung là đánh Mỹ hồi đó là nó thực là không có lên phương án, không có lên cái sơ bàn tất nhiên như vậy đó. Tức là bái anh em chúng tôi là gạt ba anh em đi lượm, họ nói là gọi tát là đi đồ Mỹ đó, lượm long lượm tát rồi đó. Nên chỉ là thôi tôi cũng nó đã rồi, nó mình cũng lớn hơn mấy chiến tranh nên thôi bọn ba lên nắm tình hình. Sau đó chúng tôi sẽ tổ chức là tôi và hai đồng chí nữa là tổ chức ba đồng chí là tập kích, tức là tập kích ban đêm. Đúng ngay là 12 giờ là tôi tiếp tục là bào sót của bên nhà tăng gọi nó là tiếp tục dùng lưu động đấy. Là bác với bác Hương ấy? Không. Cái tôi nói một cái ý mà chị hiểu này, tức là cái hợp pháp thứ gì mà ảnh là không mà tức là ảnh đi nắm tình hình cho tôi. Vô cái nhiệm vụ đi nắm tình hình bố trí của địch, cơ cấu của địch, đám nhà tăng bao nhiêu, nhà tăng chỉ huy chỗ nào, cơ cấu bấm mìn chỗ nào, gà mìn chỗ nào, là về bố lại với tôi để tôi tổ chức đi tám cái luồng đó để vào bên tam đánh địch. Tôi bổ sung thêm chí này, cái trận đánh đó bọn tôi thì đi lượm lon lượm đồ Mỹ ngẫu nhiên thôi, nhưng mà địch nó ở bên cái vườn bờ kỹ và ở bên đây này. Thì hôm đó bọn tôi đi thì cái cánh đồng nó rộng lắm, bên ba ông thì ngồi ngay cái bụi tre bên đó, ông mới ra là thôi bọn ba qua lượm lon á, bọn tôi làm quen với Mỹ lắm, dễ lắm, cũng biết tiếng Mỹ rồi trao đổi thì xin kẹo xin bánh xin hồ đồ hộp bọn ba nói trong quen biết rồi, như người là ngày nào cũng gặp mà rồi không biết hết nè. Thì thôi không biết thứ gì là cứ bận cái quần đùi là cái ô đen đen đi thế thôi. Đây qua thì ông mấy ông này bộ thôi, ông này ông đi du kích rồi, tức là du kích là bắt hợp pháp rồi, du kích của địa phương đấy. Còn tôi là thiếu niên hợp pháp mà, vì tôi nhỏ
cái ông bỏ thông lên mấy con đó, bố trí mình bảy thế nào về tối tối á, để coi bố trí mình gà vào nào đằng tối ta đi vào nó khỏi vương. Tôi về tôi diễn bảo hết, là vì ở đây là biết hết, vườn nào đường đi ở nước mắt là biết hết rồi. Thì ông tôi nói chỗ nói lên kia mình nghe, đừng đi nghe, ông đi phải đi này, đừng có đi bờ rào đó. Rồi tối nó anh em vô là mấy du khách mình mấy ông chỉ huy quánh Mỹ nó chết hết. Tức là cái công lao của du khách B có một phần để làm nên thắng lợi. Chính xác. À, tình sau đây, tình sau mà tình sau hợp pháp Mỹ không biết, gọi là du khách B đấy. Thế đấy.